Vâng, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả bạn đến với kênh của Laptop Phan Đạt. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn là vệ sinh và cũng như là nâng cấp chiếc máy Asus này lên. Khách có báo với mình là chiếc máy này sử dụng rất là chậm, rất là lắc nha các bạn. Và mình kiểm tra thì ổ cứng nó đã có tình trạng là sắp hư rồi nha. Và ổ cứng đang hiện tại là HDD cho nên là sẽ không được tốt khi mà sử dụng Win 10 nha các bạn. Ở đây mình tư vấn với khách là nâng lên ổ SSD 250GB với giá là 1 triệu ha. Đây các bạn, ổ SSD nè, 250GB ha. Rồi, và cũng như là vệ sinh lại con CPU, tra keo tải nhiệt lại, làm mát CPU để máy chạy mượt hơn nha các bạn. Rồi, mình sẽ mở vật sau lên và mở cái con ốc ra, cũng như là mở máy ra nha các bạn. Đây, mở cái con ốc này ra nha. Đây, mình đã tua nhanh là mình mở hết mấy con ốc ở đây ra rồi nha các bạn. Và các bạn nhớ là các vị trí ốc sẽ dài ngắn khác nhau nha. Mình nên nhớ cái điều đó trước nha. Rồi sau đó tiến hành mở ra nha các bạn. Đối với dòng máy này, chúng ta mở ốc xong là chúng ta mở cái mặt bơ này lên nha. Và trước khi mở ra chúng ta phải đảm bảo là tất cả các đèn đều tắt đi hết nha các bạn. Đừng để nên đèn bật mà chúng ta mở máy nha, rất là dễ chết máy nha. Đó, chúng ta tắt cái khớp ra. Sau khi tắt các khớp á, chúng ta sẽ thấy được phía cái mấy cọng cáp ở phía bên dưới này các bạn. Thì chúng ta mở cái cọng cáp ra nha các bạn. Rồi cáp bằng phím nè, rồi cáp thuốc pet nè. Đó, chúng ta mở ra. Đây, đây là phía bên trong của chiếc máy đây các bạn. Đây. Mặt B đây nha các bạn. Ở mặt C đây nha. Mặt này mặt C, mình xin lỗi mình nói lộn nha. Mặt C. Rồi, đây là vị trí về ổ cứng nè các bạn, bảng mạch main nè. Và con CPU nó nằm ở phía dưới ha. Chúng ta mở tất cả các ốc này ra, lật ngược cái CPU lại và vệ sinh cũng như là tra keo tải nhiệt lại. Ở đây là cái ổ đĩa quang nè các bạn. Cái này có thể gắn vô, cắm đi bay vô để làm thành cái ổ cứng chứa cái này nha. Mà mình phát hiện trong đây là có rất là nhiều kiến nha các bạn. Rồi, mình sẽ mở cái bảng mặt main này ra và lật ngược lại nha các bạn. Rồi, chúng ta cùng tiến hành. Nếu như cẩn thận chúng ta để ốc riêng ra ha. Đây, mình có chuẩn bị sẵn một cái cục nam châm khác để đỡ ốc riêng từng phần ra nè. Đó. Rồi, tiến hành mở nha các bạn. Ở đây con máy này đặc biệt ở một chỗ là main dính liền với pin nè các bạn. Khi mở những dòng máy như thế này á, chúng ta nên phải thật là cẩn thận nha, tránh tình trạng là cái đầu ốc này chạm vô mất cái phần main, nó sẽ gây ra là chạm mạch ha. Không nên, cố gắng nha các bạn, cố gắng, thật là cố gắng. Nhớ các vị trí ốc nha các bạn. Những dòng này họ sẽ không có đánh cái số đâu, họ chỉ đánh cái dấu thôi. Rồi, mở các socket ra nè. Đó, đây là cạc wifi nè các bạn, vị trí về cạc wifi đây nha. Chúng ta gỡ ra luôn thì mới nhấc được cái bảng mặt nem đây nha các bạn. Rồi, đây là cái socket phụ nè các bạn, bảng mặt phụ ha. Chúng ta mở ra luôn. Đây, những con ốc ngắn nè,
nhớ vị trí những con ốc ngắn nha các bạn. Đây, rồi chúng ta kéo cái phần ổ cứng ra ha. Đây, đây chính là ổ HDD này các bạn. Đây chính là nguyên nhân vì sao mà chiếc máy rất là chậm, rất là lắc ha. Rồi, ta gỡ ổ đĩa quang ra, gỡ fan ra, cũng như là vệ sinh chiếc cái fan lại ha. Ồ, rất là nhiều kiến nha các bạn, bụi rất là nhiều nè. Mình sẽ vệ sinh lại, cặp wifi để riêng ra nha các bạn. Đây là bản mặt phụ ha, để riêng ra. Rồi chúng ta lật tháo cái socket của màn hình ra nè. Đó, đây. Đây là phía đằng sau của chiếc máy này các bạn. Về RAM nè, đang là 4GB thôi nha các bạn. Về con CPU nè, mình sẽ vệ sinh nó lại nha. Vệ sinh chiếc máy này lại. Và cái này là có luôn cả phiên bản là cạc rời nè. Ở đây là gắn cạc rời các bạn, nhưng mà phiên bản này không có nha. Và mình cũng không khuyến khích là đóng vô nha các bạn. Rồi mình sẽ tiến hành vệ sinh máy. Đây, sau khi mình vệ sinh nè các bạn, đó, sạch sẽ rồi ha. Và mình sẽ tiến hành là tra keo tải nhiệt. Ở đây mình sử dụng là loại keo M4 này các bạn. Đây là một trong những loại keo có chỉ số dẫn nhiệt rất là tốt nha. Rồi mình sẽ tra keo và lắp vô nha các bạn. Rồi mình đã vệ sinh luôn cả cái fan rồi nha các bạn. Cái fan nè. Rồi đến đây là mình sẽ nâng cấp cái ổ cứng này lên, là tháo này ra và gắn một cái ổ SSD này vô nha các bạn. Ổ SSD nè, 250GB nha các bạn. Rồi mở cái con ốc này ra nha. Lấy ổ cứng ra nè, chúng ta gắn ổ khác vô. Rồi gắn cái con ốc chạy ngược lại để cố định cái ổ cứng cho nó chắc nha các bạn. Gắn cái gì cũng vậy, nếu mà liên quan đến cái trục nằm ngang á, thì chúng ta nên là gắn chéo nha các bạn. Gắn ốc chéo cặp. Đó, đây mình đã dán xong. Và đây là mình có dán tem bảo hành luôn ha. Ổ này là bảo hành 12 tháng nha các bạn. Bảo hành 12 tháng. Rồi. Chúng ta gắn trở lại bản mặt phụ nè. Ha. Rồi bản mặt chính nè. Socket của màn hình nè. Đây. Cái này là cạc wifi nè. À. Fan tản nhiệt. Rồi cạc wifi nha. Gắn cái dây cáp này vô, nối từ cái bản mạch phụ ra sang bản mạch chính nha các bạn. Rồi đây là ổ đĩa quang.
ta lắp cái ổ đĩa quang này vô nha. Rồi sau khi lắp ổ đĩa quang á, chúng ta lắp cái phần ổ cứng này vô. Rồi sau đó là mình siết những con ốc. À còn cái socket nè các bạn. Cái này là của loa ha. Còn cái này là của fan tản nhiệt nha. Cái này là những cái chi tiết rất là nhỏ nhưng chúng ta gắn nên cẩn thận. Rồi gắn các con ốc dẫn ngược lại nè. Rồi ở đây là mình hướng dẫn các bạn là vệ sinh cũng như là nâng cấp SSD lên. Sau đó là chúng ta hãy lắp những con ốc chạy ngược trở lại thôi. Đó là phần mình đã làm rồi, rất là đơn giản nha. Rồi mọi thông tin thắc mắc các bạn vui lòng bình luận phía dưới video giúp mình nha. Có thể ủng hộ mình là bằng cách subscribe cũng như là like kênh video mà mình vừa đăng ha. Rồi nếu như mà có mọi thông tin thắc mắc, các bạn gọi điện đến thẳng đến số điện thoại 0984997374 hoặc là Zalo cùng số trên nha. Nếu bạn nào ở thành phố Hồ Chí Minh muốn nâng cấp một chiếc máy lên thì có thể đến đây và mình sẽ tư vấn và hướng dẫn các bạn là nâng cấp lên ha. Rồi, xin chào tất cả bạn và hẹn gặp tất cả bạn ở những clip tiếp theo.